Tôi kính chào quý thầy cô giáo đã trở lại kênh YouTube Lê Minh Đức CSP. Lời đầu tiên tôi kính chúc quý thầy cô luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong giảng dạy. Chúc quý thầy cô có một buổi theo dõi bổ ích để phục vụ cho việc soạn giảng. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý thầy cô sử dụng các công cụ của phần mềm này. Hướng dẫn công cụ tùy chọn. Công cụ tùy chọn nằm ở trong phần mềm Sketchpad. Chúng ta mở phần mềm Sketchpad ra là có công cụ này theo cái thư mục tôi hướng dẫn ở trên màn hình. Bây giờ tôi sẽ mở lại để quý thầy cô quan sát. Đây là phần mềm Sketchpad, trong đó có một vài công cụ như chúng ta thấy ở trên màn hình này. Đây là ví dụ, trong ví dụ này á, là một cái bộ công cụ mà công cụ chúng ta hay dùng nhiều nhất, đó là tool folder. Chúng ta nhập vào đây và chúng ta có toàn bộ công cụ này. Để add công cụ này vào trong phần mềm thì rất đơn giản, tôi sẽ hướng dẫn quý thầy cô add cái phần mềm này vào như sau. Để add bất cứ một cái công cụ nào vào trong tập tin thì quý thầy cô chỉ cần mở tập tin ra, quý thầy cô mở ra, quý thầy cô mở tập tin công cụ. Đây là mở tập tin của bài học. Ví dụ tôi mở qua tập tin công cụ. Chúng ta mở cái tập tin ra. Khi chúng ta mở ra tập tin này, chúng ta muốn mở tập tin 3D thì chúng ta nhấn nút vào đây thì cái tập tin này được mở ra trên màn hình này. Đồng thời khi chúng ta bấm vào cái nút tam giác của chấm 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 thì cái 3D nó nằm ở đây và xuất hiện chúng ta đây. Như vậy trên màn hình này bây giờ chúng ta đóng đi thì chúng ta mở ở trong này thì nó sẽ có tin 3D này đầy đủ ở trong này. Khi chúng ta add vào thì nó nằm ở trong cái dãy này, chúng ta được một cái bộ công cụ hoàn chỉnh và chúng ta cứ add thật nhiều vào trong này thì máy tính nó sẽ lưu cái bộ công cụ nằm trong cái phần mềm mà chúng ta đang có sử dụng. Hôm sau chúng ta không cần add vào nữa. Như vậy là tôi giới thiệu xong cho quý thầy cô cách add cái tập tin công cụ vào trong cái trang mà chúng ta đang còn giảng dạy. Ở trong các công cụ này thì chúng ta lưu ý rằng có một tập tin đó là Gale Knudsen này. Tập tin này nó sẽ giúp chúng ta soạn thảo đầy đủ các cái yếu tố hình học, đại số và phục vụ cho vẽ các cái hình như đồ thị hoặc là một cái hình nào đó mà quý thầy cô thích. Ví dụ như vẽ trong một cái bài toán vật lý, đó là về quang học, thì quý thầy cô vẫn dùng được. Vẽ parabol, hyperbol, elip, vân vân. Và thậm chí chúng ta có thể vẽ hình không gian ở trong này. Thì bây giờ để mở một công cụ
thì chúng ta làm như thế nào? Đây là sau khi mở một công cụ thì chúng ta có một hình ảnh như trên. Và công cụ này là công cụ mà tôi vừa nói với quý thầy cô, công cụ chủ yếu để chúng ta xây dựng hình ảnh của công cụ, cho chúng ta thấy rằng là đó là những ý tưởng mà nhà lập trình đã giúp chúng ta làm cho nhanh. Để làm được điều này thì tôi sẽ hướng dẫn quý thầy cô như sau. Sau khi quý thầy cô mở một công cụ ra thì quý thầy cô sẽ thấy thế này. Chúng ta cần mở cái tập tin của công cụ. Mỗi tập tin của công cụ thì nó có hai cái dạng tập tin. Một dạng tập tin là chúng ta phải cài đặt giống như một phần mềm. Ví dụ như phần mềm giống Notion này. Thì nó phải cài đặt, có chữ setting đây. Thì sau khi cài đặt thì toàn bộ các cái công cụ trong đó sẽ được sử dụng. Nó sẽ ra một cái bảng như thế này. Và nó thể hiện một cái đường nét như thế này. Đường nét này nó dài và nó thể hiện một cái nút điều khiển của cái hình ảnh này, đó là vẽ quan hệ vuông góc, rồi vẽ quan hệ là song song, rồi đánh dấu những đoạn bằng nhau, vân vân. Chúng ta muốn để nguyên thế này cũng được, hoặc chúng ta thích dùng một cái nét là vuông góc thì chúng ta ấn tất cả những cái nét còn lại. Chúng ta muốn giữ cái nét song song thì chúng ta chỉ giữ cái nét song song lại thôi để chúng ta có thể điều khiển nó. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn quý thầy cô làm như sau. Nói thì nhiều, nhưng mà chúng ta làm rất là nhanh. Bây giờ tôi sẽ mở một trang trắng để tôi thực hành. Tôi nhấn chuột trái. Tôi vào tài liệu tùy chọn. Thêm trang. Trang trắng. Mình nhấn OK. Là như vậy chúng ta thêm một trang mới là trang thứ 31. Chúng ta nhấn vào cái thanh công cụ ở bên trái có tôm tool này, chúng ta nhấn chuột trái, chúng ta giữ, chúng ta kéo ra, chúng ta muốn chọn cái công cụ nào đây cũng được. Ở đây có hai công cụ hình học hoặc đề số thì chúng ta có thể chọn rất nhiều trong này. Tuy nhiên ở đây có một cái công cụ Agile Notion này, chúng ta nhấn vào setting, chúng ta cài đặt. Khi chúng ta cài đặt thì chúng ta thấy rằng là có một hình ảnh như trên. Chúng ta có thể để một vị trí nào đó. Chúng ta nhấn chuột trái. Như vậy là cố định, nó có thêm một nút nữa thì chúng ta vào cái nút ở trên này. Sau tool này chúng ta nhấn là nó ngắt. Sau đó chúng ta nhấn vào cái nút setting này để cho nó kéo về cái vị trí nhỏ nhất mà nhà lập trình đã làm. Sau đó chúng ta ấn cái nút này đi bằng cách bôi. Có hiển thị, chúng ta ấn nút này, chúng ta kéo nút này xuống. Ở trong cái công cụ này thì gồm có công cụ là vẽ các cái đoạn thẳng bằng nhau, vẽ quan hệ vuông góc, vẽ quan hệ song song. Và đặc biệt trong cái quan hệ này còn thêm một điều nữa là chúng ta có thể vẽ vector cho nó đẹp. Đây cũng là quan hệ bằng nhau. Bây giờ chúng ta thực hành một trong những cái ví dụ này để chúng ta hiểu. Ví dụ tôi muốn vẽ một quan hệ vuông góc. Tôi vẽ một đoạn thẳng. Bây giờ chúng ta vẽ cái đoạn thẳng vuông góc với đoạn thẳng này. Chúng ta lấy một điểm. Chúng ta chọn hai đối tượng. Chúng ta vào dựng hình. Chúng ta dựng vuông góc.
chấm điểm này để có giáo điểm. Bây giờ tôi muốn điền góc vuông vào đây, điền góc vuông vào đây thì chúng ta vào công cụ đó lại, công cụ gheo đây này. Chúng ta vào quay góc này là góc vuông, chúng ta nhấn cái trái, chúng ta giữ, sau đó chúng ta đặt vào một điểm, chúng ta nhấn chuột trái, chúng ta kéo sang. Trong quá trình kéo này giữ chuột trái đặt vào vị trí này, thì chúng ta nhấn chuột trái tiếp, chúng ta kéo lên đặt vào vị trí này, như vậy là chúng ta có một góc vuông. Chúng ta muốn góc vuông này to thì chúng ta kéo cái nét này ra thì góc vuông sẽ to. Muốn nhỏ hoặc là muốn mất góc vuông đi thì chúng ta kéo sát lại là nó mất góc vuông. Như vậy đây là cách sử dụng góc vuông. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng đoạn thẳng bằng nhau. Ví dụ tôi vẽ đoạn thẳng AB, tôi gọi M là trung điểm. Để gọi trung điểm thì chúng ta phải chọn đoạn thẳng. Sau đó chúng ta vào dựng hình, chúng ta chọn trung điểm. Khi chúng ta chọn trung điểm thì chúng ta muốn là hai cái đoạn thẳng này bằng nhau thì chúng ta lại vào công cụ đó, vào công cụ gheo này. Chúng ta xuống tích trên này, một tích, hai tích, ba tích, bốn tích, tức là một gạch, hai gạch, ba gạch, bốn gạch. Chúng ta vào đây, chúng ta giữ chuột trái, chúng ta vào đây, chúng ta nhấn gạch. Chúng ta vào đây, chúng ta nhấn thêm gạch nữa. Nếu đoạn thẳng này chúng ta không phân chia hai đoạn thẳng riêng biệt thì cái tích này nó có thể chạy ở trên cái đoạn thẳng này thôi. Thì quý thầy cô rời ra đây, thầy cô để nguyên cái nút này. Muốn nó to lên thì quý thầy cô kéo cái này, cái nút này nó to. Muốn cho học sinh biết là hai đoạn này bằng nhau thì chúng ta di chuyển như thế này. Muốn cho nhỏ lại hoặc không còn thì chúng ta xóa nó đi bằng cách chúng ta kéo về cái vị trí cuối cùng. Min chúng ta cảm thấy là cái hai cái nút này nó cũng được đẹp thì chúng ta có thể nhấn vào hai nút này, chúng ta vào hiển thị và nhấn vào nút ẩn các điểm. Như vậy là khi chúng ta cho nó về vị trí cuối cùng thì không có một cái nét nào trên này cả. Chúng ta kéo lên, kéo cái thanh công cụ này ra thì nó lại xuất hiện. Bây giờ chúng ta không thích hai cái công cụ dưới sử dụng nữa thì chúng ta có thể bôi như thế này. Chúng ta vào nút chọn hạ, chúng ta vào nút điều khiển, chúng ta nhấn nút ấn hiện. Nhấn nút ấn hiện này để làm gì? Để chúng ta không cần thì chúng ta ấn nó đi để cho nó rõ. Mà khi chúng ta trở về vị trí cũ thì nhiều khi nó rắc rối là bởi vì chúng ta không nhớ, chúng ta quên mất. Bởi vì khi chấm được hai điểm như thế này thì chúng ta quên mất, thì đi chờ được chúng ta phải điền vào đây một tí. Ví dụ như là đây là đánh đoạn bằng nhau thì quý thầy cô làm như sau. Quý thầy cô nhấn vào cái biểu tượng A viết, chúng ta nhấn đúp vào đây xuất hiện chữ A, thì chúng ta nhấn đúp thêm một lần nữa và đây xuất hiện chữ A, mà đây là xuất hiện bằng nhau thì chúng ta có thể đánh dấu bằng vào đây. Như vậy là chúng ta nhìn vào đây là chúng ta hiểu là đây là đánh các cái đoạn thẳng bằng nhau. Hoặc là cái nút này chúng ta điền góc vuông thì chúng ta vào nút để đánh chữ, chúng ta nhấn đúp vào đây, nhấn đúp vào đây thì chúng ta việc đây là chữ V, là vuông. Chúng ta biết để chúng ta kéo. Như vậy nhìn vào đây, dù nó kéo về vị trí này thì chúng ta biết nút nào là chúng ta đánh góc vuông, nút nào chúng ta đánh bằng nhau để chúng ta sử dụng trong quá trình vẽ hình. Bởi vì hình chúng ta vẽ trực tiếp hoặc là vẽ gián tiếp thì đó là tùy quý thầy cô dạy. Bây giờ tôi hướng dẫn quý thầy cô sử dụng cái công cụ thứ ba ở trong này. Okay, tôi vẽ một vector thì chúng ta có thể tùy chúng ta. Ví dụ như chúng ta thích vector là chúng ta vẽ trước cái độ dài của vector thì chúng ta vào trong này, chúng ta vẫn vào gheo, chúng ta xuống đây có vector này, vector trên thì mũi to, mũi tên to, vector dưới thì mũi tên nhỏ. Tôi vẽ hai cái vector này quý thầy cô xem. Vector khi vẽ vector mũi tên như thế này thì
cái điểm đầu tiên là điểm ngọn, điểm thứ hai là điểm gốc. Thì cô thấy mũi tên nó nhỏ, thì cô muốn rằm rõ nét mũi tên thì chúng ta vào chọn đoạn thẳng này, chúng ta nhấn vào cái hiển thị, chúng ta cho nét mạnh để mũi tên nó rõ hơn một tí. Bây giờ tôi vẽ một đoạn thẳng khác để tôi vẽ mũi tên thứ hai. Chúng ta cũng vào gheo này, chúng ta xuống cách vẽ vector thứ hai này, smart này. Chúng ta nhấn như cụ để chúng ta xem thế nào. À, chúng ta thấy cái vector này là cái mũi tên còn nhỏ hơn nữa. Thì trong những trường hợp chúng ta cần có những cái mũi tên nhỏ như thế này thì để chọn hai cái đầu mũi tên nó nhỏ thì quý thầy cô để vào trong cái hiển thị, chúng ta nhấn điểm và chúng ta chọn chấm, chấm tức là nhỏ nhất, thì chúng ta thấy rằng là có hai đầu của mũi tên rất là nhỏ. Chúng ta muốn kéo dài đây thì chúng ta đặt cái điều khiển trỏ vào đây, chúng ta kéo. Bây giờ tôi hướng dẫn quý thầy cô vẽ một mũi tên mà theo ý thích của mình, thì chúng ta làm như sau. Mũi tên thứ nhất với mũi tên thứ hai nó không đáp ứng được. Bây giờ tôi sẽ đánh dấu hai cái điểm này để tôi phóng to nó lên để chúng ta dễ nhìn. Không chúng ta hiểu là không có hai điểm đó. Tôi vào hiển thị, tôi vào kiểu điểm, tôi nhấn vào nút vừa để cho nó lớn lên một tí. Vừa rồi chúng ta đã cài đặt rồi. Bây giờ chúng ta muốn đánh mũi tên thì chúng ta cũng vào gheo đó. Chúng ta xuống một panel này này. Chúng ta đánh mũi tên. Trong trường hợp này thì vì cái ký hiệu này là cái ký hiệu để đánh các cái đoạn thẳng song song, cho nên là nó sẽ không có cái đoạn thẳng là đối dài của vector, cho nên chúng ta phải vẽ một đoạn thẳng trước. Bây giờ cái mũi tên này quý thầy cô một lớn bé thì quý thầy cô phải bật cái ký hiệu lúc này đã lớn bé nó đây này. Quý thầy cô có thể kéo ra để cho mũi tên nó lớn bé tùy theo ý thích của mình. Ví dụ như chúng ta mô tả một vector thì chúng ta nên để cái vector ở cỡ này chẳng hạn, hoặc là quý thầy cô thích mô tả một cái gì lớn hơn thì quý thầy cô để cái mũi tên lớn bé. Dĩ nhiên là để như thế này thì chắc chắn nó rõ hơn ở hình 1, hình 2 rồi. Thì quý thầy cô không ấn hai nút này mà chúng ta cho hai nút này nhỏ bằng cách hiển thị vào điều khiển và chấm thôi, để chúng ta có thể kéo vector này đi. Như vậy là tôi giới thiệu xong cái công cụ thứ hai ở trong gheo này. Bây giờ chúng ta đi vẽ góc, điền ký hiệu góc. Điền ký hiệu góc thì chúng ta vẽ một tam giác trước đấy. Vì thầy cô thấy điểm rất nhỏ, cho nên là chúng ta phải phóng to lên bằng cách chọn cả cái điểm này. Điểm này nó còn tô màu trắng. Vào chúng ta chọn màu là màu đỏ, chúng ta vào hiển thị, chúng ta chọn điểm là điểm vừa là đẹp, chúng ta điền ABC, đây là chúng ta điền tùy ý. Còn một sửa lại thì rất dễ, chúng ta nhấn đúp vào chữ C này xuất hiện, chúng ta thích đổi chữ A thì chúng ta đánh vào chữ A, chúng ta để yên bảng đó, chúng ta nhấn vào nút thứ hai, chúng ta đổi lại B. Ta nhấn vào nút thứ ba, chúng ta nhấn vào C. Như vậy là chúng ta kết thúc. Ok. Như vậy là được tam giác ABC. Bây giờ tôi muốn điền góc B và điền góc C. Điền góc B thì tôi lại vào cái gheo đó.
đấy có arc này, góc. Góc thì được đánh dấu theo chiều dương, như kiểu góc lượng giác. Như vậy là góc B là tia đầu phải BC, tia cuối là BA. Cho nên chúng ta phải đánh thế này. C. Đây là góc một nét, chúng ta có thể di chuyển. Bây giờ tôi đánh góc C thì tôi phải chọn là A, CB, chiều ngược chiều kim đồng hồ. Vào gheo lại, chúng ta xuống 2 để chúng ta đánh 2 nét. Chú ý là chúng ta đánh theo chiều quay của kim đồng hồ. Nếu chúng ta đánh ngược lại thì sao? Ngược lại thì nó cho cái góc bù với góc này, đi ra phía ngoài này. Bây giờ đánh góc A thì như vậy là phải B, A, C để chiều ngược. Chúng ta vào tiếp. Chúng ta vào gheo này. Chúng ta chọn 3. B, A, C. Chúng ta được 3 này. Thì bây giờ muốn đo cả góc này thì làm như thế nào? Để tôi hướng dẫn quý thầy cô tiếp. Muốn đo cả góc này thì quý thầy cô sử dụng công cụ có sẵn trên này. Chúng ta đánh C, B rồi đến A, hoặc là A, B, C. Trong trường hợp tính số đo của góc thì chúng ta đánh thủy. Sau khi đánh là từ một điểm ở trên cạnh đến đỉnh của góc, rồi đến một điểm ở trên cạnh, ta vào đo đạc này, có số đo góc này. Thì khi cái số đo góc nó ra đơn vị bằng radian, bởi vì máy tính nó ở phần mềm này nó quy ước là mặc định là radian. Thì khi đó chúng ta muốn đổi độ thì chúng ta vào soạn thảo, chúng ta vào sự ưu tiên, thì cô thấy đơn vị ở đây, đơn vị radian thì chúng ta nhấn vào thì nó cho xin đồ, thì chúng ta chọn đồ. OK, thì đây là 53 độ. 53 độ thì không được chính xác lắm. Vì thì có một phút, một bao nhiêu phần của độ nữa, tức là tính theo phút giây đó. Vì thì cô vào lại. Đầu tiên, đây là độ là lấy phần đơn vị là đó, đơn vị này, rồi qua phần 10 này, tức là cũng tính theo độ, rồi theo phần trăm. Bây giờ chẳng hạn như tôi lấy phần 10. Cô thấy nó xuất hiện đúng không ạ? Ta làm lại thì có thuộc tính độ chính xác phần 10 đây. Thứ nhất là đơn vị này. Tiếp theo là phần 10 này. Tiếp theo là phần trăm, chúng ta nhận OK. Chúng ta thấy không xuất hiện. Thế thì khi này chúng ta làm như sau. Chúng ta nhấn chuột phải, xuất hiện thì chúng ta điều chỉnh ở đây, thì giá trị của góc nằm ở đây, chúng ta 1/10 để cho chính xác hơn, chúng ta nhận OK là được 52,8 độ. Như vậy là việc điều chỉnh độ ở đây thì chúng ta không điều chỉnh ở trong này được, mà trong này chúng ta chỉ có một việc là đổi độ radian và đổi radian là độ. Tuy nhiên ở trong đó cũng có một cái công cụ để đổi, thì quý thầy cô về nhà có thể nghiên cứu tiếp để chúng ta hiểu hơn về cái sử dụng đó. Bây giờ tôi hướng dẫn quý thầy cô là gắn cái góc này vào đây thì làm như thế nào. Để gắn cái góc này vào thì quý thầy cô cũng vào gheo đó. Nhấn vào. Quý thầy cô thấy có một cái nút point label này. Quý thầy cô nhấn vào đây. Thì cô chấm nút này một cái là kéo sang bên này, nhấn vào cái biểu tượng 52 độ. Thì chúng ta có cái nút 52 độ, 52,8 độ này nó gắn vào một cái ô chữ. Và việc điều khiển trong này không được. Muốn điều khiển thay đổi trong này thì phải có sự thay đổi trong này. Sau đó thì cô nhấn chuột này, nhấn chuột trái để đánh dấu cái điểm và nhấn dấu của
về chúng ta chọn và chúng ta vào soạn thảo, chúng ta dẹp điểm, thì quý thầy cô thấy cái góc này nó nằm ở đây. Chúng ta ấn cái nút này đi, bằng cách chọn nút thôi, chúng ta vào hiển thị, ấn điểm, như vậy là chúng ta có số đồng của góc. Chúng ta muốn cái góc này là không có phần thập phân, thì chúng ta nhấn chuột phải lại, chúng vào thuộc tính, tức là lấy gần đúng. Chỗ này nhầm rồi, tôi nhấn chuột phải, chỗ này nhấn chuột phải, vì thế cô vào thực tình, vì thế cô thì không điều khiển được, bởi vì trong này không có. Vì sao không có? Là bởi vì cái phần này chỉ là ảnh sao chép của phần này thôi, vì thế cô phải vào đây, thực tình, khi đó có giá trị, vì thế cô chỉnh xuống là đơn vị thôi, ok, nó trở về như cũ, đây là 3 độ thì trong này. Thì rõ ràng là đây là có một sự gần đúng thưa quý thầy cô, thì không chính xác lắm. Và quý thầy cô tiếp tục làm như vậy đối với các khớp còn lại. Đó là cách ghép. Như vậy là rõ ràng cái công cụ này là hữu ích. Bây giờ chúng ta dừng đường cao luôn, dừng đường cao của tam giác này, chúng ta đánh dấu A và BC, chúng ta vào dừng đường vuông góc, chúng ta chấm chân đường vuông góc, chúng ta ấn cái đường này đi, vào hiển thị, chúng ta ấn đường vuông góc, chúng ta nối đường cao, đặt tên đường cao thì em cũng được. Cô đỉnh góc, chúng ta có góc rồi, chúng ta vào gieo lại, chúng ta chọn góc vuông, chúng ta đánh A, đánh như vậy được, không sao cả. Chúng ta ấn cái điểm này đi, để có 2 điểm, chúng ta ấn cái điểm góc này đi, để quý thầy cô kéo xuống nên không còn tồn tại nữa. Chúng ta chọn đây, chúng ta ấn đi, chúng ta vẫn có góc vuông, chúng ta điều khiển. Cao phía ngoài không tồn tại là bởi vì chúng ta chỉ xác định hình chiếu ở trên đoạn BC này thôi. Cho nên khi nó ra ngoài này thì không tồn tại điểm F. Chúng ta muốn làm thì chúng ta phải vẽ cả đường thẳng này, thì khi rơi ra ngoài này thì nó mới tồn tại điểm F. Vậy thì cô lưu ý như vậy. Như vậy là trong công cụ gheo này thì chúng ta có còn công cụ nào đúng không ạ? À, công cụ vẽ song song. Bây giờ tôi sẽ vẽ hình bình hành mà với cái tam giác này có trước. Quý thầy cô làm như sau. Chúng ta đánh dấu B. Chúng ta vẽ hình bình hành là CBAD. Thì chúng ta sẽ đánh dấu BC. Hôm sau tôi sẽ hướng dẫn cái chỗ này kỹ hơn. Nhưng tuy nhiên để vẽ song song thì tôi phải hướng dẫn cái chỗ này trước để chúng ta dùng kiểu song song. Chúng ta nhấn BC thì chúng ta vào phép biến hình. Chúng ta thấy có phép tính tiến, có đánh dấu vector. Đánh dấu vector mới đến phép tính tiến. Không đánh dấu vector thì phép tính tiến không thực hiện được. Chúng ta vào đánh dấu vector. Như vậy là có một cái hình ảnh chạy từ B đến C, tức là vector có góc B ngọn C. Chúng ta nhấn vào nút A. Chúng ta vào phép biến hình. Ta nhấn vào phép tính tiến. Vì thế cô thấy đánh dấu vector nó mờ rồi, tức là nó đang thực hiện ở trong máy tính đấy. Chúng ta đánh vào tính tiến. Thì vì thế cô nhìn này, cái điểm tính tiến nằm đây. Ok. Đã có nó. Chúng ta nối lại. Như vậy là chúng ta được một hình bình hành. Bây giờ để cho trò nó hiểu là hai cạnh này song song. Bằng hình ảnh nó thấy rồi. Thì bây giờ chúng ta vào cái gheo lại. Chúng ta chọn cái một là một mũi tên, mà hai là hai mũi tên, mà ba là ba mũi tên, bốn palette này này. Bây giờ tôi chọn một mũi tên. Chấm đây một tí, chấm đây một tí. Chấm đây một tí, chấm đây một tí. Có hai cái mũi tên.
song song đó, chúng ta chấm hai nút này, chúng ta trở về ra, chúng ta chọn mấy điểm này chứ không lấy đừng còn chọn mũi tên, chúng ta ấn là mũi tên nó mất mắt, chúng ta về lại nó rắc rối, chọn ấn như vậy là chúng ta có cái mối quan hệ song song. Nếu trò là hai cái tiên này nó song song với nhau, còn hai cái tiên này, hai cái cành này nó song song với nhau thì chúng ta lại vào tiếp, kéo tiếp, còn palette này chọn số 2, chúng ta chọn mũi tên trên, số đây là số 3 mất rồi, đây là chọn số 3 là 3 mũi tên. Như vậy là tôi vừa rồi chọn hai mũi tên nhưng mà nhầm qua 3 mũi tên. Chúng ta vào hiển thị, ấn đi. Rồi quý thầy cô thích nhỏ thì quý thầy cô cho nhỏ lại, cho nó đẹp. Và thích lớn lên để mô tả trò là hình mình hành là có các cánh đổi song song với nhau. Thì trò nó ám ảnh hơn rồi. Mình không biết cái gì cả, nó nhớ lâu hơn, nó đã ám ảnh trong đầu nó thì nó phải nhớ lâu hơn thôi. Như vậy là riêng cái công cụ gel này, gel Nason này thì chúng ta đã có đến vẽ góc vuông này, vẽ vector này. Còn cái công cụ crop này, quý thầy cô tự vẽ lại. Crop này cũng là đo những cái thêm những cái đoạn bằng nhau thôi. Ví dụ như tôi thích đánh chéo, tôi đánh vào đây, chéo đánh vào đây, thôi đơn giản thế thôi. Tức là hai đoạn nó bằng nhau. Vì thế cô thấy giữa này là có dấu chấm. Vừa rồi là dấu này là đã được chọn, cho nên khi tôi xóa đi là nó xóa đi, tôi xóa cái nút này luôn, mình chọn lại. Khi chọn lại thì máy tính nó ngẫu nhiên trong cái chương trình này nó đã nhớ cái này rồi, chứ quý thầy cô chỉ cần nhấn vào đây là quý thầy cô ra đây bấm lại thôi. Nó còn nhớ cái lấy công cụ đó. Bây giờ để ấn công cụ này thì chúng ta, để ấn cái dấu chấm này thì chúng ta chọn. Trước khi chúng ta chọn thì chúng ta nhấn ngoài màn hình để cho nó mất những cái để chọn trước đó, để chúng ta chọn điểm. Khi chọn điểm xong rồi chúng ta gọi hiện, chúng ta ấn điểm đi. Chúng ta muốn cái dấu này nó to lên thì chúng ta kéo nó ra là nó to lên. Cái dấu này cũng quan trọng lắm. Ví dụ như quý thầy cô dạy toán lớp 6 đi, quý thầy cô lấy là toán lớp 4 đi, toán lớp 6 cũng được. Nhưng khi trong thực tính nó có những cái phép toán cần phải viết dấu nhân ngay từ đầu năm học. Ví dụ chúng ta viết là 6 nhân với 3, chúng ta viết dấu cách ra cũng được. Chúng ta đánh hai số 6, 3 đấy để tạo cái dấu nhấn, nó phức tạp lắm. Thì chúng ta vào cái công cụ đó, chúng ta đặt cái dấu nhấn vào đây, chúng ta chỉ có việc là hai cái dấu chấm này đi, còn chúng ta có 6 nhân 3. Cái dấu nhấn nó to quá thì quý thầy cô kéo ra một tí nhỏ, muốn đặt cái dấu nhấn ở vị trí nào. Như vậy là cùng một công cụ nhưng mà nếu chúng ta hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau thì nó được dùng theo những góc độ khác nhau. Chỉ từng đó công cụ thôi, đó là công cụ gel Nason này, thì quý thầy cô là có thể xây dựng đầy đủ các cái hình, các cái đối tượng hình học mà chúng ta làm. Chúng ta không nên tạo công cụ thêm, bởi vì nếu chúng ta tạo công cụ thêm thì nó rắc rối. Trong khi nhà lập trình đã cho chúng ta đầy đủ hết các loại công cụ, mà chúng ta đi tạo công cụ thêm rõ ràng là chúng ta sai lầm. Chúng ta không ngồi trên đầu những người khổng lồ mà chúng ta đi tự tìm mày mò lại ban đầu của người ta thì rõ ràng là chậm hơn người ta rồi. Bây giờ trong phần này thì tôi giới thiệu quý thầy cô thêm một phần nữa, ngoài phần đó thì thêm bổ sung tới cái phần này. Cái công cụ tiếp theo của tôi muốn giới thiệu quý thầy cô là cái công cụ vẽ đa dạng đều. Đây là công cụ Polygon, vẽ từ tam giác đều đến tứ giác đều đến ngũ giác đều đến lục giác đều, sau đó là đến 17 cành, 8 cành gì đấy. Rồi bây giờ ví dụ tôi vẽ tam giác đều thì tôi chỉ cần vào đây thôi, tôi nhích 1, 2, 3 ra tam. Tôi muốn vẽ tứ giác đều tôi vào đây, poly đấy của thầy cô này, hình vuông
khoa học hay gọi chữ ven. Muốn vẽ lúc trước đều thì quý thầy cô vào và poly hai người tập. Quý thầy cô muốn chữ hình, không muốn hình thì quý thầy cô nhấn chọn màu, nhấn đen, mật màu. Hai nút này là hai nút điều khiển. Do đó quý thầy cô phải để ý là hai nút này gọi là hai nút điều khiển tam giác đều. Cho nên chúng ta phải tô màu. Chúng ta chọn một cái màu xanh. Vì màu xanh là màu thường điều khiển. Còn cái nút này chúng ta cho to lên và cho nó màu đỏ đi. Cái nút này không có điều khiển. Nút này nút ăn theo. Chúng ta vào hiển thị tiếp, chúng ta vào kiểu điểm, chọn vừa. Sau đó chúng ta đặt tên thôi. Một đổi tên ABC, còn máy tính nó tính cho chúng ta K, L, M. Trong đây cũng có những công cụ mà khi chúng ta vẽ góc xong thì nó điền góc vào luôn. Thì những cái công cụ đó nó không hay ở chỗ này này. Ví dụ như chúng ta ra một bài toán mà bắt cả em tính góc mà chúng ta dùng công cụ đó nó hiện góc lên rồi thì như vậy là rõ ràng câu hỏi của chúng ta không đạt. Cho nên chúng ta dùng cái công cụ tôi làm vừa rồi á, để chúng ta đấu góc, chúng ta ẩn đi, hỏi góc này bằng bao nhiêu, hoặc tròn nó sẽ trả lời là góc nó bằng 30 độ. Em đúng rồi. Thì chúng ta nhấn cái nút ẩn thì hiện 30 độ ra thì nó rất dễ. Còn bên kia mà nó hiện góc ra 30 độ, mà quý thầy cô ẩn cái góc 30 độ thì dấu góc nó cũng mất. Cho nên cái này quý thầy cô về nhà tham khảo thêm. Đó, như vậy là tôi giới thiệu cái công cụ tiếp theo đây. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu quý thầy cô một cái công cụ khác. Đôi khi chúng ta cần vẽ những cái đường nó song song hoặc vuông góc, tức là song song với cả cạnh của màn hình đó, thì chúng ta vào công cụ này. Trong công cụ này có nhiều công cụ lắm. Slider này. Đây, trong này có những cái công cụ quý thầy cô mới đọc. Polytan, Vertican, đây là song song và vuông góc. Ví dụ như chúng ta cần dạy một bài mà chúng ta còn cần có đường ngắn vuông góc thì chúng ta chọn ở đây. Khi vào đây thì đây là đồ đo, có gắn liền với đồ đo. Đồ đo âm và đồ đo dương, quý thầy cô. Dưới này là âm, trên này là dương. Chúng ta muốn xóa đồ đo đi thì chúng ta không cần đồ đo thì chúng ta xóa đi. Chúng ta cảm thấy cái cần cái đường này là lên cao tầng này, đó là cái phần ngăn cách với dạng của mình. Thì chúng ta kéo nó lên, thì chúng ta ấn đi. Chẳng hạn như thế. Hoặc là chúng ta muốn tạo một cái giả thiết về kết luận thì chúng ta vào đây chọn hai đối tượng, một cái thẳng đứng, một cái nằm ngang. Chúng ta xóa đi. Chúng ta lập một cái bảng biểu thiên vậy. Cái nút xanh là cái nút điều khiển kéo. Ví dụ đây là giả thiết kết luận một bài toán nào đó. Quý thầy cô ấn cái này đi, để nhiều ấn hiện cho nó mất, tròn tiếp. Rồi nhả, ấn hiện, nó mất đi. Để chúng ta muốn cái nút này nó nhỏ đi, để chúng ta có thể kéo, thì chúng ta tròn, vào ấn hiện. Kiểu điểm chúng ta cho nhỏ chậm, tí nữa viết ngắn thì chúng ta kéo dài ra, để chúng ta ghi giả thiết và kết luận, để là xong. Chúng ta ghi nó vào đây. Chẳng hạn như vậy, để giả thiết, để kết luận, chúng ta ghi thiếu thì chúng ta kéo xuống để có cái này lên, hoặc là chúng ta cảm thấy trên đủ rồi thì chúng ta quay ngược lại, chúng ta kéo xuống. Cái này là tùy quý thầy cô thiết kế. Tôi thiết kế tiếp theo là tôi thiết kế một cái khuôn hình chữ nhật như sau. Tôi vào tôi chọn lại này.
tôi chọn một đứng một ngang này. Đứng tôi chọn này. Ngang chọn này. Vào ngắt này. Vào chọn tiếp này. Chọn đứng này. Vào ngắt này. Xóa ký hiệu này. Xóa đồ đó này. Ví dụ như quý thầy cô muốn khuôn một cái hình nào, công thức nào nó đẹp thì cô nhấn vào chọn như thế nào, chúng ta nên chọn như sau. Cái điểm kéo này chúng ta đừng có thay đổi, chúng ta chỉ ghép hai cái điểm cố định là hai điểm cuối cùng này, chúng ta ghép nó lại bằng cái chọn hai điểm, điểm thứ nhất, điểm thứ hai, chúng ta vào soạn thảo, chúng ta ghép điểm. Tôi muốn khuôn một cái công thức chiều dài chiều rộng thì thông thường là tôi làm như sau. Tôi cho cái góc này luôn luôn nằm trên để tôi đặt vào cái vị trí trên cùng. Sau đó quý thầy cô vào phép tính tiền, quý thầy cô đánh 1, 2 vào phép biến hình chọn đến dấu vector, chúng ta chọn điểm A để thực hiện phép tính tiền. Tính tiền điểm này quý thầy cô này, ta nối lại với thầy cô thì nét nó vừa to vừa nhỏ đúng không ạ? Chúng ta chọn luôn, nhấn chuột trái, giữ chuột trái và kéo giống như trên máy tính các phần mềm bình thường. Chúng ta vào hiển thị, chúng ta chọn kiểu đường, ở đây là chúng ta cần tô cho đậm thì chúng ta vào cái nét vừa, để chúng ta thích màu cho đẹp là cái màu này với thầy cô, màu khuôn đẹp nhất là tôi cảm thấy cái màu này là đẹp. Chúng ta muốn kéo dài ra thì chúng ta kéo về phía đó, chúng ta muốn kéo xuống thì chúng ta kéo hướng này. Như vậy là xong. Như vậy là video này tôi hướng dẫn quý thầy cô sử dụng mấy cái công cụ cơ bản. Từ đó quý thầy cô có thể về tìm thêm các công cụ để chúng ta phục vụ soạn bài và giảng bài cho tốt. Video kế tiếp tôi sẽ hướng dẫn quý thầy cô sử dụng cách vẽ vector và ứng dụng cái vẽ vector trong các cái phép tính tiến, phép vi tử vân vân để quý thầy cô bớt thời gian để nghiên cứu phần này. Cuối cùng tôi kính chúc quý thầy cô luôn luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chào tạm biệt.